Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây gây ra hiệu ứng phơn nên là những ngày gần đây Hà Nội có nắng nóng. Dự báo từ nay cho tới mùng 5 tháng 4 Hà Nội sẽ nắng nóng diện rộng, nhiệt độ trung bình ở ngưỡng là 37 độ C. Cụ thể thì khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay được dự báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, với gió Đông Nam cho đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn khu vực phía Tây Bắc Bộ trời cũng sẽ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo nắng nóng ở miền Bắc có thể kéo dài cho đến ngày mùng 4 tháng 4 và riêng khu vực Hòa Bình, Sơn La có thể kéo dài đến ngày mùng 5, ngày mùng 6 tháng 4. Tiếp tục với tình hình thời tiết tại khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên hôm nay có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo nắng nóng từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên sẽ có thể là kéo dài cho đến khoảng ngày mùng 5, ngày mùng 6 tháng 4 với cường độ gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khu vực từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi với gió Đông Nam cho đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo trong nhiều ngày tới, khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1,5 cho đến 2,5m. Vùng biển giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa không mưa với tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cho đến Nam cấp 4, cấp 5 và sóng cao từ 0,5 cho đến 1,5m. Thưa quý vị, theo ngành chăn nuôi, khi mà thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ làm cho vật nuôi giảm sức đề kháng và một số trường hợp còn dẫn đến rối loạn về khả năng điều hòa thân nhiệt, tuần hoàn hô hấp và tiêu hóa thức ăn. Từ đó thì ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển của vật nuôi. Do đó, để bảo vệ đàn vật nuôi trong giai đoạn thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay thì người chăn nuôi sẽ cần phải lưu ý không để vật nuôi tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng như là bò, vịt hay là gà thả vườn thì sẽ cần phải cho vật nuôi vào nơi có bóng mát. Còn đối với vật nuôi nhốt trong chuồng thì cũng cần phải đảm bảo là chuồng trại cao ráo, sạch sẽ và thoáng mát. Bà con có thể phun nước ở trên mái và nền chuồng nuôi để làm giảm nhiệt độ trong chuồng trong khung giờ là từ 12 cho đến 16 giờ mỗi ngày. Bên cạnh đó thì cũng cần phải lưu ý cung cấp nhiều nước, vitamin, chất điện giải, men tiêu hóa cho vật nuôi để tăng sức đề kháng. Cung cấp đủ thức ăn dễ tiêu để vật nuôi dễ hấp thụ và chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng quy định. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng trong ngày hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.